Thiên Bảo, bắt đầu từ nay đệ tử là xuất gia rồi, về sau không được sát sinh và cũng không được ăn thịt nữa. Sư phụ, từ nhỏ đến lớn đệ tử đâu có từng ăn thịt. Quả nhiên là có Phật tánh. Đâu phải vậy, vì gia đình đệ tử nghèo không có tiền mua thịt, thực ra đệ tử cũng muốn ăn thử. Sư phụ. Trò này vừa mới cạo đầu giờ tu, tên là Thiên Bảo. Đây là sư huynh của ngươi Quân Bảo. Ở Thiếu Lâm tự làm gì cũng phải có phép tắc. Vậy sao có chuyện gì không biết thì hỏi sư huynh của ngươi nha. Quân Bảo, trò dạy Thiên Bảo một đoạn kinh trước đi. Đọc đoạn nào đây? Hình như trò chỉ biết có một đoạn thôi. Thiên Bảo sư đệ, tôi cao lớn hơn Quân Bảo, tại sao lại bắt tôi kêu Quân Bảo là sư huynh? Tôi không biết, sư phụ đã nói đó là phép tắc mà. Như vậy đi, nào, về sau ở trước mặt người khác thì tôi kêu Quân Bảo là sư huynh, khi không có người á, Quân Bảo kêu tôi là sư huynh có được không? Vậy có muốn làm sư huynh không? Sao không? Bây giờ không có người mà kêu tôi sư huynh đi. Sư huynh. Ngoan thiệt. Mình đi tụng kinh. Đi chơi một lát đã. Bây giờ chúng ta luyện tập Thiếu Lâm Quyền, tam thập lục thức, chắp tay. Đơn phượng triều dương, kim kê độc lập, thanh long bãi vĩ. Nhà sư đệ mau qua đây. Lý ngư đại đình, dạ xa thám hải. Nè, trước mặt đám đông sao lại kêu tôi là sư đệ? Có nghe được, coi như là không có người. Nói cũng phải. Nhạn rơi bãi biển, báo tử xuyên nhai. Nếu ta có cơ hội tập giới nghệ, ta chắc chắn sẽ giỏi hơn tụi nó. Như vậy phải hỏi ý kiến sư phụ mới được. Bát quái xa hình. Ây da, ây da, tại sao khi không sư huynh lại đánh người ta? Sư đệ có gì không làm, lại lén học võ nghệ. Ta là đại sư huynh, thì ta có quyền đánh các ngươi. Ây da, đánh ta, ta đánh lại. Ây da, Thiên Bảo có sao không? Lén học võ công á ha. Đi mang coi chừng bị sư phụ la. Tụi mình đi mấy chiếc sư phụ. Tưởng là ta sợ tụi bay hả? Sư phụ của tụi bay còn phải kêu sư phụ của tao là đại sư huynh nữa mà. Chạy mau. Sư phụ à, nắng quá để đệ tử che nắng giúp cho sư phụ nha. Cỏ cây hoa lá đều có sinh mạng, nếu như vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại đến sinh mạng của đại thiên nhiên thì thật là quá ích kỷ. Hiểu rõ chưa? Đệ tử hiểu rồi sư phụ. Ý của sư phụ là về sau cho dù sư phụ có phải nắm đến cầu héo của mặt kệ sư phụ phải không? Hả? Sư phụ, đệ tử muốn học võ công. Học võ công để làm gì? Cho tên đệ tử thiệt. Hai con thương lượng với nhau rồi hãy hỏi sư phụ. Đệ tử hỏi thiệt đó mà. Vì sao hai con nếu không biết võ công phải dùng võ công giúp người, các con phải ghi nhớ. Đệ tử biết rồi sư phụ. Chuyện này cũng tại ngươi thôi, khi không lại xưng tên cho người ta biết, thiệt là ngu ngốc. Tại nó nói biết mình, làm sao biết được nó gạt mình. Nó nói người tình nó là sao? Làm hại ta không có cơm ăn. Hi, đói bụng quá. Tôi cũng đói quá đi. Hai đứa bay thật là tội gàn lớn mật, kêu học võ công đi giúp người ta, tại sao có trò đi đánh người ta? Chuyện gì tức là sư phụ không nghiêm dạy các con, cả đệ tử của sư bá cũng dám đánh nữa. Còn trả lời nữa hả? Để ta cứu đầu hai con mới được. Có gì sao các con còn dám nữa không? Sư bá là một người rất từ bi, chỉ phạt các con 13 cảnh giờ. Mau hỏi gì hết trời đi. Sư phụ còn bánh bao nhân đậu không? Có bánh bao chài ăn là sướng lắm rồi. Quy thêm nửa canh giờ rồi vô quét la hắn đường. Tất cả cũng tại ngươi thôi, kêu ngươi canh gác, tại sao lại đi ăn bánh bao nhân đậu? Bây giờ bị phạt quét dọn la hắn đường. Sư phụ nói thiên lý tuần hoàn, huynh tài nhẫn đốt chuột như vậy sao tránh khỏi bị phát hiện chứ. Thiên nhân chỉ lộ bàn long bãi vĩ. Thiên Bảo à, hôm qua mình học bạch mi côn pháp, chiêu sau cùng thì mình phải đánh thế nào vậy? Vậy mà cũng không nhớ. Thiên nhân chỉ lộ bàn long bãi vĩ, hoành táo thiên quân, nhất chiêu sau cùng là đập thứ đầu. Ây da, lại chơi gian lận. Tại người phản ứng chậm thôi. Coi chừng cái đầu đó. Quân Bảo, quân giỏi thiệt. Thiên Bảo, tạm nhường thôi.
Sư phụ thường nói là tập võ phải giúp đỡ cho người ta. Ở đây ai ai cũng biết võ công mà, bây giờ mình giúp đỡ cho ai đây? Phải tự giúp mình chứ, tôi mới làm thiếu lâm đệ nhất võ tăng. Bộ huynh tưởng dễ lắm sao? Được ngộ đây hả, sướng thiệt. Phải thông qua đạt ma viện, còn phải đánh 18 người đồng, ra được hẻm người gỗ thì mới có hy vọng. Uầy, chỗ này là chỗ sư bá, huynh ngồi không được đâu. Không, thấy như là không biết, không biết là không có chuyện gì. Uầy, nè nè, không biết đó nha, chỗ này ngồi không được đâu. Muốn ngồi thì xuống đất đi. Ê, 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 chơi lận hả? Ê, huynh phản ứng chậm thiệt. Ghế của sư bá huynh làm sáng một bên. Huynh chết rồi, tôi đi bé sư bá. Cái gì, tưởng làm vậy huynh khỏi bị phạt à? Bình tĩnh, bình tĩnh. Hai hôm trước còn sập cửa nữa đó. Tiệt á? Tôi nói rồi, bị mối ăn mà. Không tin hả? Là sập giường nữa. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ê da, ngủ đi, ngày mai còn phải tập thiết xa trưởng nữa đó. Ngày thường luyện công không thường dùng đến sức tay. Đó, luyện võ công thì là hết chỗ nói à. Cửa cũng sập nè, bàn cũng sập nè. Bây giờ cả quần áo cũng rách rưới hết luôn. Sẽ bị tôi la hắn đừng cười cho đó. Tôi đã nói rồi, tụi em nó giật mà. Ê, sư huynh à, hai bộ đồ của mình sao không rách vậy? Mình phải mặc đồ lệnh chứ. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sao tụi nó ăn mặc rách rưới vậy? Hả? Sư phụ à, dạo này có rất nhiều chuột. Hey, có nhiều chuột, nhiều mối như vậy. Hai trò hãy đi bắt hết chuột mối đi. Dạ. Hey. Chết rồi, đi đâu tìm ra chuột nhiều vậy chứ? Thì nói chi mỏ bắt đi hết rồi. Thiên Bảo, dạo này đề hiệp công của huynh rất lợi hại đó nha. Quá khen, chỉ là công phu ban que thôi mà. Tới phiên huynh đó. Ê, sư huynh à, trong đó tụi mình giỏi nhất là sư huynh đó nha. Phải rồi, tứ đại võ tam mà trái điểm mà sư huynh đó mà. Ê, huynh có cơ hội mà. Đúng vậy, đúng vậy. Ê, con tới kìa. Con tới. Thiết bản kiều công. Lật mày, huynh đánh trước đi. Dám ném công nhà bạc ta. Ê, huynh không thấy tôi trộm sao? Do tôi ném đó, mét sư phụ đi. Ê, thiệt tức quá mà. Ê, sư phụ, chú tiền cũng phi đó nha. Hôm nay hai đứa bay đừng hồng nhập vào gần võ tăng đâu. Đừng mà, bu ra. Tôi phải đánh thắng Tam Bảo. 12. Tôi đập viên đó rồi mà. Nè Quân Bảo à, vài ngày nữa sẽ tập trong viên đặt ma. Huynh có đọc tin không? Được thì được, không được thì không được. Tùy theo số phận thôi. Cái gì? Tôi quyết làm thiếu lâm đệ nhất võ tăng mà. Nếu không thì phải luyện thiết đầu công chứ. À huynh à, huynh đập viên thứ mấy rồi? 17. 18. À huynh có luyện đằng sau ót nữa. Sao không cho người ta biết? Luyện đâu. Hôm nay chúng ta phải chọn lựa 4 vị tăng nhân có võ công tốt nhất trong năm nay để giành vào viên đạt ma.
rèn luyện võ công thượng thừa của bổn môn. Nên nhớ, Phật tổ từ bi, các đệ tử học tập võ nghệ có trách nhiệm của mình là phổ độ chúng sanh, tỉ võ là trao đổi võ nghệ, không được hại nhau. Cuộc thi đua đợt đầu, Thiên Bảo đấu với Tâm Bảo, cho tôi biết tại nha. Xin chỉ dạy. Bắt đầu. Sức chiều ác độc, bị không có tư cách luyện võ nghệ, ta phải đuổi bị ra khỏi La Hán Đường. Ê, đừng đừng, sư bá à, Tâm Bảo cho lần trước đó. Ý người muốn nói ta không công bằng sao? Đệ tử không dám. Sư bá đuổi hả? Vậy mà không thấy. Bị thối mà trưởng bối, đến ra. Ê, Tiên Bảo không phải cố ý đâu. Ta lại thiếu vô công của ngươi. Sư bá à, đừng làm vậy. Nhanh ra. Sao mi này biết bạn nhiều trưởng vậy? Sư bá mù mà, người ta học lén không hay. Sư bảo vô tình ngó thấy thôi. Bắt hai đứa nghiệt đồ này cho ta. Bố trận là cô. Dạ. Xin đừng nóng nảy, chúng ta là sư huynh đệ nha mà. Thương lượng đi, nói đi. Phật Quang Sơn Hiệp, dạng côn hàng ma. Ha!
Sư phụ, con chạy mau đi. Giác diễn, đệ dùng túng môn đồ làm việc tội ác. Chúng nó là đệ tử của đệ, còn đệ giải thích thế nào với phương trưởng đây? Rõ là thiên vị mà, ai cũng thấy hết. Tâm bỏ cho gian lận, vậy mà sư bá nó không thấy. Cô đập mình nữa, tôi làm sai đâu. Bây giờ phải tính sao đây? Ai đúng ai sai, có người nào đứng ra để nói cho rõ ràng được? Sư phụ, đừng tôi biết sai rồi. Duyên phận chỉ đến đây, ta không còn năng lực gì để làm sư phụ các người nữa. Vậy để cho cuộc sống trong thế tục, làm sư phụ các người đi. Phiền não tức bồ đề, bồ đề tức phiền não. Quân bảo, bẩm sinh của ngươi lương thiện, ta cũng thấy an lòng. Thiên bảo, con gì quá háo thắng. Quyển khí công tâm pháp này không phải võ công tuyệt học gì đâu, nhưng khi nào tâm trạng con thấy phiền não có thể đem lại cho con sự thanh tịnh, phải đáng siêng năng luyện tập. Nên nhớ, có chuyện gì phải tịnh tâm đối đãi. Muốn tu hành không nhất định ở Thiếu Lâm tự. Các người đi đi. Sư phụ, vậy tụi con xin cáo từ. Ủa, sao cào đầu có phân nữa vậy? Chắc là người khiết đan rồi. Ê, sao đói bụng quá à? Tôi cũng vậy, để tôi đi quán duyên nha. Tôi quá duyên ba lần rồi không ai cho hết. Tại sao những người đây còn nghèo hơn mình vậy? Không phải người ta nghèo đâu, tại mình không biết cách kiếm tiền thôi. Nè, đến xin cô đan ca đây chắc là cũng cho đó. Nếu có tiền ai lại ngồi đây ca, bỏ bên này nè. Tổ cha đó, mong có gì để sống lâu trăm tuổi được hưởng thái bình. Hèn chi ta có thua hoài, tại vì gặp hai cái thằng hòa thượng này đó mà. Ồ, vậy thì phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Không phải chút lời này, phải chút cờ bạc được nhiều tiền. Giảm tâm phải đám hả? Làm gì dữ vậy? Xin lỗi nha. Không sao. Xin lỗi. Xin hỏi hai vị đại sư có quen biết người nào tên là Mộ Dung Bạch hay không? Hả? Làm phiền hai vị. Ơi, cổ đang kiếm người, còn mình thì kiếm ăn mà. Ê, không những là kiếm ăn còn phải kiếm tiền để sinh sống nữa. Thôi mình đi. Ở Thiếu Lâm tự nhiên là tốt hơn chứ. Tung tung. Chủ bán đồ xanh, mau đem tiền bảo hộ. Tôi nạp rồi. Nhà chú thờ Hoa Âm không thờ thổ địa sao? Hả? Thờ một thứ à? Đánh đi. Đừng mà. Tụ quan ăn cơm tụi tao không ăn sao? Bây giờ tôi báo quan à nha. Kêu lẫn tao mà làm gì sợ chứ? Bảo uống trà nè. Cô em đi chợ hả? Mau tránh ra. Để tôi dẫn cô đường đi uống trà nha. Ấy, có chịu đi không? Ê, cô ta mắc cỡ kìa. Bác à, bác lấy một chút tiền này đi. Tiền cha đó trả lại cho bác đó. Cảm ơn nha. Ê, túi tiền đâu rồi? Cảm ơn. Đây là biểu diễn nè. Đánh lộn kìa. Con nó chạy đi đâu? Cả đám hiếp một người, cần giúp cặp giúp chứ. Ê, đừng đánh cổ, có đánh thì đánh tôi đi. Sao? Nè, tụi bay đánh tao trước đó nha. Cô đưa à, không sao chứ? Quỳnh có sao không? Ừ. Tôi không sao. Tâm tâm lục, bị đánh hết rồi chưa? Còn có thấp, ta tự sáng tạo đây. Sao huynh không? Bộ bạch bi công pháp đó, dạy mà cũng không biết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lưu Tam Gia, Tam Gia bị thương rồi. Tiểu Hòa Thượng, Quang Minh tới rồi, chạy mau. Bắt hai cái thằng Hòa Thượng đó cho ta, đuổi theo. Dạ. Ây da, thúi quá. Hai đứa nó chạy chuồng ngựa rồi, đuổi theo mau. Đánh tù tì ra gì ra này, đánh tù tì ra gì ra này, đánh tù tì ra gì ra này. Quỳnh giống như người khiết đan vậy. Quỳnh cũng vậy. Hồi nãy hai người chơi cái gì đó, tôi thấy rất là vui. Tụi tôi chơi tù tì thôi. Về đi, về dạy tôi đi. Nếu ai chơi thắng thì làm sư huynh, ai thua thì làm sư đệ. Tôi thường kêu ảnh bằng sư huynh đó. Tại huynh ngu thôi, phải ứng chậm chậm quá. Thấy huynh biết huynh chơi gian lận rồi, giở chơi với tôi coi, tôi sẽ làm sư mẫu của huynh. Phải à, sư mẫu. Chà, quay thiệt. Quay thì là quay. Ê, là Phật đồ sao ác như vậy? Khẩu Phật tâm sò, ông ta tên là Lưu Cẩn, trấn thủ thái giám ở đây đó, bữa nay coi như là không chết bao nhiêu người. Nếu sau này được chiếm chợ nhỏ thì là quay biết mấy. Vậy huynh đi làm thái giám đi. Được, nếu qua thì làm. Bác gia, bữa nay sao tới sớm vậy? Hôm nay có cá kho đặc biệt ngon lắm đó. Bác già kêu thêm vài món giùm đi. Ấn đồ quan khách ta mua lá bùa đi. Làm ơn đi chỗ khác đi. Cô nương à, Ấn đường cô nương tối đen chắc không có việc may mắn đâu. Có phải cô muốn kiếm người không? Dù kiếm được cũng chưa chắc là tốt. Giúp tôi mua lá bùa đi. Biệt bợm. Không mua thì thôi, chửi gì chứ. Ở đây nổi tiếng nhất là bồ câu quay đó. Té ra đây tủ lầu cũng phải là ăn chay sao? Vậy tôi ăn cơm không được rồi. Ê Quân Bảo à, nhập hương phải tùy tục, huynh quên sư phụ dạy rồi hả? Phải nhập thế học Phật đó. Tôi không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục chứ? Tôi ăn thử trước miếng cho anh coi nha. Không lẽ chứ ăn cơm không sao? Cảm ơn. Nè, địa ngục nè. Dạ, Hoa Kinh. Lưu tiểu thơ à, hoan nghênh tiểu thơ tới tiểu lầu nha. Tôi đã chuẩn bị một bàn rồi đó. Hồi nãy công những cái thấp nhang, đừng tử công nguyện gì vậy? Tướng công thiệt là nhiều chuyện quá. Phải rồi. Đương tử à, mời. 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 Đương tử muốn ăn gì? Gì cũng được. Đương tử quyết định đi. Mộ Dung Bạch, quả thật là tướng công hả? Nương, Thu Tuyết đến kinh thành sao? Miệng. Thiên lý tầm phu, thiệt là giỏi quá. Nhưng mà bây giờ hắn không phải là họ Mộ Dung nữa, đã vào làm rể nhà tôi lấy theo họ Lưu. Nếu như không có tôi thì anh ta đã chết đói ngoài đường rồi. Đàn ông đúng thật là đồ đê hèn. Ai có thể cho họ phong lưu khoái lạc, vinh hoa phú quý thì họ sẽ ở lại với người đó. Chỉ có đơn giản như vậy thôi mà cô không hiểu sao? Thu Tuyết, em đi về đi. Sao không có lương tâm như vậy? Nếu Mộ Dung Bạch đã biến thành một con chó thì phải đi theo chủ của nó. Hồi trước mỗi đêm tôi phải ôm cây cầm này coi như của quý. Khổ sở đến đâu tôi cũng không nỡ lòng đem bán nó đi. Bây giờ anh đã thay lòng, trả lại cho anh. Đồ rơm rác. Tôi nghĩ là anh cần nó hơn. Đánh chó cũng phải để mặt chủ chứ. Gái của Lưu Công Công, đừng có chuyện nhỏ mà làm hư chuyện lớn nha.
nha. Còn đến nữa thì đừng có trách ta. Không sao chứ hả? Cậu nói tôi. Em chơi đã chưa? Em với anh không còn ăn nghỉ gì nữa. Cậu đứng đó làm gì? Ngó cái gì? Không biết tự lượng. Đi ra. Cô nương à, chảy máu rồi. Đứng dịu vậy cũng được hả? Cái gì nha? Đừng sợ nha, có tôi đây. Đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên. Qua bên này, chạy đi còn nách gì nữa. Lần nào cũng có quan binh hết vậy. Đừng để ai gạt cái đầu nó chạy thoát nha. Dạ. Chạy theo tôi. Tại sao mỗi lần mình cứu người ta đều bị quan binh đuổi vậy? Đằng trước kia đuổi theo. Đuổi theo đâu? Đuổi theo. Chết đi. Mệt quá. Tao như bằng cú bay vậy không mệt hả? Sắc tức thàm, thàm tức không? Là lớn tiếng muốn bị người ta bắt sợ. Lại lên kìa, đằng kia kìa, mau lên. Lại lên. Mau lên. Lại lên. Hả? Lại Phật Thiếu Lâu. Ủa? Chạy cả đêm rồi cũng là chỗ này. Kỳ vậy. Ừ, chắc là chị Dính đó. Ý, đâu có phải. Lần danh xa gần chỉ có tửu lậu này. Nè, tối nay hai quân nằm ngủ dưới đất đi. Tôi đỡ cô ta vào phòng cầm máu đã. Ê, bây giờ mình làm lại hòa thượng chắc là sung sướng hơn. Quân Bảo à, cứ ở nương tựa người ta hoài, đâu khác gì anh chàng Mộ Dung Bạch đâu. Tôi đâu có nghĩ là ăn nhờ ở đậu người ta. Tôi sẽ cần mẫn siêng năng làm việc mà. Người ta chỉ kêu anh ngủ một đêm thôi. Đâu phải quên ở cả đời đâu. Khi có cơ hội thì phải làm quen. Ê, thật ra làm cái gì cũng vậy thôi. Tóm lại giúp người ta thì làm cái gì cũng được. Tùy theo số phận thôi. Thôi mà kệ, ngủ đi. Tùy số phận. Tôi không thèm cái đời ngủ dưới sân nhà đâu. Tôi phải nằm ngủ trên giường cao gối ấm. Lưu Cẩn không thể nào biết được ban ngày nó đi vô vét tiền thế, ban đêm lại bị tụi mình lấy hết. Bây giờ tụi mình tiền nhiều như vậy à, xài cách nào đây chứ? Đạo sĩ à, tiền này từ đâu đến thì trả lại đó. Trả lại cho ba tánh không tốn sao? Ờ, đúng rồi. Chúng nó ban ngày đi thâu thuế, ban đêm tụi mình đi ăn cắp. Ngày nào Lưu Cẩn chưa chết tụi mình không ăn cắp cả đời sao? Té ra Phật Tiếu Lâu là ổ thật. Nè, cứ mặc kệ người ta, mình ngủ đi. Quỳnh cứ nhắm mắt đưa chừng làm sao có tương lai được. Đừng có nói nhiều mà, đi ba đi. Ê, chuyện gì đây? Ê, tiền của công công mà cũng dám ăn cắp, thiệt là to gan quá à. Tối hôm qua có người ném vàng đó. Ê, người nào cũng bịt mặt, sao biết được. Qua bọn này một người trị giá 500 lạng thì đã bỏ Tiếu Lâu rồi. Đừng nói lại ba mà. Bánh bao nấu mang ngon đây. Bao rất ngon nha. Bánh bao ngon thiệt ha. Các anh em huynh đệ, bà con của bác, tiểu đệ hôm nay mời đến quý cảnh biểu diễn tái hẹn. Ê, xin hỏi sư huynh biểu diễn cái gì đây? Đập miếng đá hay là đập chân được hả? Đâu phải, là bánh bao thịt người. Ăn được à? Không phải. Cho một đồng xu, đánh được một tấm. Ê, có lợi gì? Không phải rồi, có lợi ích gì hả? Muốn có lợi gì hả? Nếu tôi la đau thì tôi sẽ đòi lại 3 đồng xu. Ê, rủi bị đánh ói máu thì làm sao hả? Nếu ói ra máu, đòi lại 6 xu. Nếu đánh chết thì đòi cái gì? Ê, nếu đánh chết hả? Thì lấy cái mạng của tôi. Wow, ít nhất là 50 đồng xu đó. Đâu phải, anh bị đánh 50 đấm đó, coi chừng bị chết. Ây da, đại gia đánh đủ số rồi đó. Mời tiếp tục.
chúng mày chết rồi. 46, 47, 48. Ê, bộ mệt lắm hả? Giả bộ thôi, nếu không thì làm sao gạt tiền họ. À, đại gia, anh đánh nữa đi, anh ta sắp sửa ói máu rồi. Nếu không đánh cho anh ói máu thì làm sao gỡ vốn được. Đánh nữa đi. Vậy đến đâu? Tụi mày đánh chết hai đứa, tụi nó cho tao. Tao có thiếu gì tiền chứ? Ê, chết đi. Tiền nhiều quá rồi, chết đi. Thành công rồi, thành công rồi. Tôi không muốn thành công gì đâu, tôi muốn có con trai ăn đau bụng thôi. Tao muốn nhà lớn nè, không có vườn nhà gì nữa. Cho tao đánh tới chừng nào chứ? Đánh chết đó. Hết tiền lại đây. Tại sao? Đóng thuế. Thuế của cá nhân không là 50 đồng xu, thuế dùng quan điểm là 50 đồng xu, thuế biểu diễn võ là 50 đồng xu, tổng cộng là 150 đồng xu đó. Không đóng. Dám chống cự không đóng thuế hả? Phải bị bắt thêm vào thủ tục phí 10 đồng xu nữa. À, đại nhân à, địa vị chúng tôi thấp hèn, đấu với trời đấu với đất, đầu với đấu với quan. Nè, đại nhân, lấy đi. Mi thật là biết điều đó. Đại nhân à, chúng tôi mới tới đây thôi, không biết gì hết, chỉ có chút sức lực thôi, có thể theo đại nhân làm trâu làm ngựa mà, được không vậy? Uống bà tất lưỡi lẻo mép, đáng đánh. Cảm ơn đại nhân hạ lệnh. Đánh nè. Đại nhân à, ơi đánh nè. Khi không biết ai vô lệnh hót ta, bây giờ Lưu Công Công đang chiêu binh mãi mã. Được rồi, đi theo ta đi. Cảm ơn đại nhân. Quân bảo đi. Quân đi thật hay sao? Tôi không đi. Khi nào phát tài, tôi sẽ cứu quân. Thiên Bảo, cẩn thận đó nha. Hy vọng là anh ta biết tự ái. Uống vậy không bị thương tâm thì cũng bị thương thần. Nha, đừng uống nhiều như vậy sao có hại đến sức khỏe đó. Cô Tiểu Đồng, có nhiều việc cô muốn quên đi nhưng mà lại rất là khó quên được. Cô không hiểu đâu, tóm lại uống sai sẽ được giải sầu. Thiên Bảo đâu? Hả? Cô tôi làm người mẫu, cô cũng muốn kiếm con trai. Tôi đã có nói tôi thích anh to. Chưa đánh đã tự khai, uống rượu đi. Ủa, uống nhiều vậy sao? Uống thay trà à? Dù uống trà cũng không uống nhiều như vậy. Ê, đừng uống nữa mà. Trả lại cho tôi. À, tôi lại làm bể rồi. Anh kẻ, đời người thất vọng phải vui say, say cho quên tất cả. Uống đi. Uống cái đầu của ông à, càng uống càng say đó. Ê, cô đừng uống nữa. Cô uống như vậy là chết người đó. Mất mới gì tới quên. Cô uống nữa. Ê, đánh mỏi tay thì họ sẽ ngừng lại thôi. Ê, tôi thấy cũng gay mắt đó. Rất may là tôi cũng còn. Không biết phải giúp bên nào đây. Muốn làm gì? Đánh mà là của tôi muốn làm gì cũng được. Đánh đi, đánh cho bể hết đi. Đánh bể hết khỏi cần uống nữa. Đánh đi. Cô đừng có điên nữa có được không? Chưa Quốc Bảo, quên mong quân tàu của tôi ra. Đừng có đánh nhau nữa mà. Cô bình tĩnh đi. Những gì đi qua là tô điểm cho cuộc đời, không phải là gánh vác đâu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hại cho bản thân cô bị thương thôi. Ông đang dẫn chơi cái gì đây? Ờ, tôi chẳng qua đang ngộ đạo đó thôi. Đạo gia thì nói tròn, mặt trời cũng là tròn, mặt trăng cũng là tròn, làm người cũng phải khôn khéo trọn vẹn thôi. Ai là ông chủ tiệm? Chưa đóng thuế đi. Cái gì đại gia sao tới sớm vậy? Là tới tàu thuế rồi. Ngồi bánh bao đi. Thử đi, nạp thuế. Ê, hai hôm trước chúng tôi đã nạp thuế rồi mà. Hôm trước anh ăn cơm rồi, sao hôm nay lại ăn nữa? Bây giờ Lưu Công Công khối trương quân bị, thâu thêm thuế phục trang quân trang,
thế xuất nhập bình an, thế an cư lạc nghiệp. Phật tu là phải nộp 500 lạng. 500 lạng sao nhiều vậy? Bây giờ mày muốn hoạt động phản triều đình phải không? Triều đình cũng nói lý lẽ đó mà. Nói đi, nói không? Hả? Đi, đừng mà, đừng mà, đừng bất nhập tới bất loạn nữa mà. Hả? Ai có đào kiếm thì có quyền thế. Để ăn đi. Nè, nhìn họ đi. Mi không ăn thì bắt mày đóng cửa tiệm. Rất cù liền. Ý, đừng có gây chuyện, sẽ liên lụy đến các huynh đệ. Mi không có tiền hả? Không có sao đâu. Mi quỳ xuống lại tao 30 lại thì tao đây sẽ tội nghiệp cho mi. Vài ngày nữa tao đây thâu thuế. Quỳ xuống. Còn không quỳ. Quỳ xuống mày. Hết à. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ. Cứ đồng quỳ mà. Quỳ. Mi không quỳ tức là phản kháng triều đình. Ta sẽ bắt mi trả thủ thị dung. Tao không thể nhìn được nữa. Chết đi. Chết lại nè. Đi dám làm phản. Giết chết hết tụi bay. Cho tụi biết tay nè. Chết đi. Mở đóng cửa lại. Đánh. Đừng để cho nó chạy thoát một tên nào. Bây giờ anh thiệt là tội lỗi sao giết chết nhiều người vậy? Anh Thơ Đen, anh làm cho bọn tụi nó mất tích hết đi. Ừ. Đừng để nó chạy thoát, nó không chết là mình chết đó. Sao kỳ vậy, không lý ngồi trở ngược chứ. Anh ngựa à, anh ăn cỏ tôi ăn chay, mình kể như là đồng đạo mà, giúp đỡ lẫn nhau đi. Ôi giời chết rồi, sắp tới danh trại rồi. Anh ngựa à, làm ơn chạy mau chút đi. Nếu mà được không kịp là Phật tiêu lầu khổ đó. Mau đi. Có chuyện gì vậy? À, nè, bọn người ở Phật tiêu lầu làm phản đó. Bây giờ tôi đi thông báo với Lưu Công Công. Mày cản trở nó lại nha, cản trở nó lại. Tô Linh, tôi với nó dùng quân rồi. Tôi nói với quân rồi mà. Người ta Phật tiêu lầu không phải người tốt đâu. Bây giờ giết chết quan binh nữa. Tôi thấy bọn họ cũng có chính nghĩa mà. Tôi là binh quân là tặc, thế nào cũng chầm trắng mà. Chắc là không đâu. À phải rồi, Thiên Bảo à, anh thấy cuộc đời binh lính của anh thế nào hả? Cũng khá. Chỉ có tôi hiếu đáp người ta thôi. Ai dám hiếu đáp tôi chứ. Còn huynh? Còn tôi à, tôi vẫn thích lối sống hồi nhỏ hơn. Vô tư vô lự. Thấy bánh bao nhân đậu thì ăn. Lúc đó tôi rất là vui mừng. Quân Bảo, đừng nghĩ tới quá khứ nữa. Ở trước mặt chúng ta mới là hiện thực. Tôi phải tranh thủ. Ờ phải rồi, làm thế nào cho ngựa chạy nhanh chút hả? Đừng có khó. Wow, nhanh quá vậy. Giáo đường chúng ta lần này là phải chọn lựa từ trong 8 vị phó đạo thống, tuyển chọn một vị võ công cao cường nhất ra làm chính đạo thống.
Được rồi, bây giờ bắt đầu tỉa vỏ. Vì để phục chúng, tôi tình nguyện tiếp nhận sự khiêu chiến bất cứ ai. Công công, tử như Đổng Thiên Bảo muốn xin đạo thống chỉ dạy. Vi phạm tội trịch thượng là một tiểu tốt cũng không biết, là muộn hết công lao ta cứ muốn đề bạc cho người. Người có biết người đã phạm tội đáng ghét không? Bây giờ trong dinh trại cũng không còn có chỗ đứng. Rất may Lưu Công Công không chấp nể người. Công công, công công, vì tôi mừng quá thôi mà. Vì tôi không chịu nổi, cho tôi một cơ hội đi mà, tôi sẽ có sự biểu hiện tốt. Ta chờ xem con biết có biểu hiện gì tốt. Nha, chị Thu Tuyết à, về sau ở đây chị có thể làm tiểu bảo. Tốt lắm, có rượu uống, nhưng tôi không uống đến loạn tánh đâu. Còn Quân Bảo huynh thì có thể tiếp ta làm tiểu nhị đi. Ờ, tán thành. Ê, quét rửa luôn con tiểu có được hay không? Được, không thành vấn đề. Vậy giặt quần áo lót của tôi có được không? Được. Vậy đạo sĩ đem có quần áo lót để giặt sao hả? Đáng kiếp mà muốn làm hại người ta. Đây có gì mà đáng cười chứ, có gì đáng cười. À, Thiên Bảo, sao bây giờ huynh mới về? Đừng nói nhiều, chạy mau đi. Lần trước với người ăn cắp tiền của Lưu Công Công và dù giết chết quan thù thuế đã bị tiết lộ rồi, bây giờ Công Công đang nổi giận, đang dẫn người tới giết các vị. Hả? Vậy thì chạy mau đi. Các vị chạy đi, tôi đâu có chứng cớ. Cẩn thận nha. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, 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 chạy đi. Xuống ngựa bắt người. Dạ. Ông chủ, có phải mày giết chết quan thù thuế của ta không? Đồ bốc lọc ba tính, muốn giết thì giết đi. Cho mày chết đi. Ông chủ, ăn dứt ngàn thu đi. Nếu ông có linh thiêng thì phải phù hộ chúng tôi. Thiệt là thức chết đi. Ông chủ không thể chết vô giá trị như vậy. Chờ ngày mai tôi đơn thơ độc mã xong việc dinh trại của Lưu Công Công, bấm thể nó ra muôn mảnh. Ê, làm việc không có kế hoạch làm sao làm việc lớn được. Đằng trước không kế hoạch cũng giết chết tụi nó nhiều rồi. Mình có mấy người thôi, thì làm sao lỗ lệ. Ngày thường tôi nghe các vị nói còn một số người cùng chung chí hướng để phản đối Công Công, không biết lần này còn phương pháp gì để mà liên lạc với các vị đó. Để tôi dẫn đầu. Được rồi, để tôi làm nội ứng. Hai ngày nữa đám quân đội sẽ qua sông tập luyện, là cơ hội để giết Lưu Công Công. Trong thời gian này các người phải liên lạc những chiến sĩ phản đối Lưu Công Công. Được. Tốt, nổi ngoài hộp đừng nó chuẩn bị. Đúng. Được, mình chỉ nhanh làm đi. Không thành vấn đề. Thiên Bảo, cẩn thận nha. Tôi đi. Tôi mới tiểu xong, chuyện gì vậy? Nghe nói tôi cũng mắc, tụi mình đi tiểu đi. Được. Căng thẳng thiệt, tôi cũng đi tiểu. Cho hoàn thành nhiệm vụ tôi mới đi tiểu. Lưu Công Công ở đâu? Hắn ở trống. Chỉ có một mấy tên cần vậy thôi, mình đi mau.
tại sao như vậy? Thiên Bảo đâu? Giết! Giết! Để dành sức lực, sống tức là chết, chết tức là sống. Anh thấy đen à? Anh sao rồi? Jinbo! Tưởng rằng chúng nó có ba đầu sáu tai, chẳng qua là chỗ chỗ đá vôi thôi. Nhưng mà mưu kế của mi dẫn chúng nó lọt vào cạm bẫy, đích thị làm ta đỡ tốn nhiều công phu. Vì chúng ta phải hy sinh. Mi có thể bán rẻ bạn bè, sao biết được sau này mi có bán rẻ ta hay là không hả? Người là tiền đồ là hy vọng, tội gì tụi quỷ đi chứ. Thiên Bảo, lần trước mi đã đánh thắng Đào Thống, đáng lẽ ta phải thăng chức cho mi. Nhưng mà lúc đó mi là một tiểu tốt, còn chưa lập được đại công, đứa thằng chức mi sẽ khó phục chúng. Nhưng bắt đầu từ bây giờ mi đã là một cẩn nghi nhệ trấn phủ sứ rồi. Cảm ơn công công.
Tiểu tử cho chạy thoát võ nghệ cũng cao cường. Bây giờ chúng ta đang dùng nhân tài, nếu có thể chiêu hàng được thì chiêu hàng giùm ta để phục vụ cho triều đình, mà không thì giết ông ta. Nè nè nè, để tôi cổng anh nha. Anh không cần cổng đâu. Nè nè nè, thôi dẹp đi. Tôi không cần cổng đâu. Anh bán rẻ tôi, làm cái anh đi hy sinh quan uổng. Trở gì cứ mình loạn thân của anh đi. Để mà tận hưởng phú quý vinh hoa, cả bọn mình để chúng tôi chết rất là thê thảm. Anh còn ngồi đó uống rượu nữa sao? Tôi phải đánh chết anh. Đừng có làm vậy. Đừng mà. Thật ra anh ta là người thê thảm nhất trong chúng ta. Anh ta bị người huynh đệ tin cậy nhất bán rẻ. Chúng ta không nên trách anh đâu. Nếu không có anh thì đâu có làm nổi này chứ. Anh phải chịu trách nhiệm. Tụi mình đi. Quân Bảo. Được. Để một mình tôi đi cứu họ. Quỳnh biết quân đa nhận quân, nhưng mình chỉ muốn cứu mình muội thôi. Những người ở phòng thủ lầu đều là phản đồ thì sẽ chết thôi. Bây giờ điều quan trọng nhất là quân được ở chung với muội. Dụng mi vì mi có tâm địa thủ đoạn ác độc, không ngờ cả một cô gái như vậy mà mi cũng làm không xong. Công công, vì ta sẽ ổn nhất thời, xin công công tha thứ. Lưu Cẩn, ta giết chết người. Đổ Thiên Bảo cùng bá đệ chúng tôi, người cũng phải chịu chết luôn. Tại sao mi đẻo phản đồ ở trong danh trại? Mi định trấn phủ sứ thế nào đây? Sở dĩ tôi được thành công là bởi vì không cần thứ loại phụ nữ này. Ngài không cần phụ nữ, tại sao tôi dám vì phụ nữ làm hôi chuyện lớn chứ? Ừ, mi cũng học biết rất mau lẹ đó. Nhưng ta không kêu mi giết cô ta đâu. Cảm ơn ngài chỉ dạy. Bây giờ cửa phú quý đã mở ra rồi, đang chờ huynh bước vào thôi. Ta không cần vinh quang phú quý, thả họ ra. Nếu quên hai mấy năm qua, chúng ta được có phước cùng hưởng, có quả cùng mang. Bây giờ Lưu công công rất thưởng thức tôi. Chúng ta còn thiếu gì cơ hội lập nghiệp, sáng lập đại sự nghiệp. Ta không ngờ người là một người bán rẻ huynh đệ, dùng biết bao nhiêu mạng người để mà đổi lấy vinh quang cho mình. Thiên Bảo chỉ biết bên cố thôi. Thế nhưng phụ đồ chết chưa, không hiểu sao bọn họ chết bởi vì ta tin cậy người, cho nên ta nhất định gánh trách nhiệm. Ở đường phú quý của ta, dù là huynh đệ, ta cũng không tha đâu. Lên! Lên! Oh!
hỏi ngươi một lần nữa, có chuyện cùng ta lập sự nghiệp không? Ta chỉ đơn thân độc mã, không có gì cho ngươi lợi dụng. Chính người ép bức chúng ta giết hại nhau. Quân Bảo, người thắng ở đâu? Thì các quân đệ đã chết, ta nhất định đánh. Tiểu Đông thì cũng giúp giết, sợ gì giết thêm một quân đệ chứ. Đem đắp chịu vết thương đi, nhưng rác lắm đó. Ráng chịu nha, sẽ rất là rác. Tại sao anh ta lại không có phản ứng gì? Để tôi coi. Thì không có phản ứng đó. Ông đau lắm hả? Đau, đau lắm. Ráng chịu chút nha. Lâm đạo sĩ, sao Quân Bảo lại như vậy? Có lẽ anh ta bị kích thích quá nặng. Cả anh em thần thiết chứ cũng bị bán rẻ nữa. Anh ta lại hại chết đến nhiều người, cho nên mới có hành vi khác thường vậy đó. Khôi phục lại được không? Vài ba ngày nữa sẽ khôi phục lại thôi. Các hạ quả như là cao quân, chỉ nhìn là biết tôi tin Thiên Bảo là sai rồi. Lại lắc đầu hả? Sao than thở vậy? Khâm phục, khâm phục. Có lẽ vài ba năm nữa cũng chưa khôi phục lại được. Khâm phục, khâm phục. Quân Bảo, không phải là tôi đâu, không phải là tôi bán rẻ anh đâu. Sao đâu, anh chỉ nằm mơ thôi. Không phải, tất cả bọn họ đều ở đây nè. Anh Thái Đen à, anh Cáo à. Nè, uống miếng rượu để trấn tĩnh lại đi. Có ít hả? Tôi biết tôi làm cho các người giật mình, nhưng mà tôi không có cách nào kiềm chế được. Xin lỗi nha. Xin lỗi nha. Tôi xin lỗi.
Nè, lần đầu sĩ có được hay không? Phải thử một lần coi. Cô dụ anh ta nói chuyện đi, để cho tôi dễ chăm cứu. Quân Bảo. Cao Nhân. Cao Nhân chết hết rồi. Cái kim dài vậy? Anh thử đâm vào sẽ có cho anh đó. Phải rồi. Tôi không muốn có ít đâu, có ít cho các ngươi đi. Nè, đâm cho, nè. Đừng có mấy kim thôi, sao lại khóc thảm vậy? Tôi bị anh ta đâm trúng cái huyệt khóc của tôi. Con cũng bị đâm trúng kìa. Hả? Tôi đâm trúng cái huyệt cười rồi đó. Hà Côn, lúc trước cái luyện cô thế nào? Đúng là kẻ vô dụng, luyện kẻ vô dụng. Trấn phủ sứ cần gì ông thoái mạ tôi vậy? Ông luyện tập binh lính như vậy sẽ có tử thương, khó phục quân tâm. Thích hợp thì sống, chứ không nổi chết cũng đáng tiếc. Bao gồm cả người đó. Đổng Thiên Bảo, tiên binh quyền ở trong tay ông, nhưng ông phải nhớ đừng có quên nha. Chính tôi đề bạt ông lên, ông nhớ không? Quân pháp bắt chúng tình. Hà Côn, bây giờ không phải chịu đó tình nghĩa. Tôi nhận thấy ông không nên luyện tập tiếp tục nữa. Tôi không gặp Lưu Công Công. Ai phải vũ lực thì phải chết. Tiếp tục luyện. Dạ. Quân Bảo à? Quân Bảo. Anh đi đâu rồi? Quân Bảo. Hả? Quân Bảo. Bình tĩnh đi, bình tĩnh chút đi. Còn nói bình tĩnh nữa hả? Anh bình tĩnh tới trên mặt rồi đó. Anh phải cẩn thận coi chừng vết thương phát viêm. Ủa, tôi đâu có bị thương. Tôi rất là cần phải bình tĩnh nha. Đè đau quá. Anh biết đau không để đau khôi phục. Sư phụ. Sư phụ, sư phụ à, con sợ lắm, con không muốn học võ đâu, con muốn ăn cơm chay. Anh ta đâu có khôi phục. Sư phụ, sao gầy dữ vậy? U cao quá, da nhăn dữ vậy, hoài phong lẫm liệt ha. Quân Bảo à, không phải là sư phụ đâu, nữa là cái cột nhà đó mà. Ấy giờ Quân Bảo à, Quân Bảo. Ê, đừng đánh tôi. Đạo sĩ không sao chứ? Tôi không sao. Vậy mà ông nói là không sao? Tôi không sao. Xem mọi người cũng nên đi nghỉ ngơi rồi. Ê, mà đi không, mà đi ngủ đi. Mà đi mà đi hồng mà ngủ đi. Cái mệt nhỏ vậy làm sao mà đáp được chứ? Có được hay không? Việc khác thì tôi không dám nói. Việc này không xong thì tôi tự đáp mười đó. Anh ngủ cho khỏe nha, nhất định sẽ được bình phục. Không xong rồi, không xong rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nhưng tôi lấy được 8. Nhưng nhất định là phải giúp tôi. Thêm nữa, thêm nữa. Các người đừng phụ lòng trấn quân sứ đại nhân đã hết hy vọng cho các người. Dạ. Ai thật lý tội tệ phải dùng quân pháp xử tội. Các tướng sĩ nghe lệnh. Dạ. Muốn luyện thành võ công thượng thừa, trước tiên phải luyện tập thân thể cứng như sắt đá. Ừ.
Không ngừng, tiếp tục tập luyện. Mày bán rẻ chúng ta, mày hại chết biết bao nhiêu người. Trương Quân Bảo, mày đáng chết đó. Đánh chết mày, mày hại người. Đánh chết mày, chết mày, chết mày. Muốn lấy mạng của tôi sao? Sáng sớm lãnh đi cùng một lần. Mày có hiểu không? Mày hiểu hả? Tao đâu có hiểu đâu. Ồ, tao hiểu rồi. Chánh gọi là một lần nữa. Đến hoàng hôn là lần thứ ba. Mỗi ngày phát cơn điên khùng đến ba lần. Anh ta không còn tên Quân Bảo đâu. Tên là Tam Phong Điên. Hả? Quân Bảo, ăn cơm đi. Đã hai ngày rồi không có cơm vào bụng. Quay, nấu cơm là để ăn, không phải để ngửi đâu. Ăn cơm đi. Quả thật đúng giờ điên ba lần rồi. Bãi ký luôn công công. Tôi bắt được bọn phản đồ mang về đây và tất cả tiền thuế thâu được. Tất cả những gì ta làm đều để cho mi làm hết rồi. Nhờ công công chỉ dạy, học cái lại cũng không hết. Tôi chỉ tận sức làm cho công công thôi. Xin công công đừng lo. Bây giờ các thôn các tỉnh đều có sự nổi loạn đại quy mô. Chỉ cái chỗ này không có thôi. Ngoài ra còn thâu thế được phong phú nữa. Cho nên hoàng thượng triệu ta nhập triều để báo cáo thành tích của ta. Chính là nhờ công công quan tâm. Tất cả bộ hạ thề chết, báo công công, báo quan ở trong triều, ai cũng phải noi gương theo. Nếu như vậy thì mi cũng vào triều để mà nói với chúng nó. Cảm ơn công công. Nhưng trước khi thượng kinh, ta đây không muốn nghe thấy phản đồ gây sự ở đây, hoặc là có ai thái độ bất mãn với triều đình. Dạ công công. Chúc trấn phủ sứ đại nhân thuận lợi thượng kinh nhập triều. Quân Bảo, nước ở đây dơ lắm, đừng có uống. Muốn uống thì uống nước này nè. Cảm ơn nha. Bàn tay của ta dơ dãi tại vì giết chết nhiều người quá. Cảm ơn, cảm ơn. Quân Bảo à, ta nói nước này dơ lắm mà. À, đầu óc của tôi rất là dơ bẩn, để tôi rửa cái đã. Quân Bảo à, đừng có uống nữa đi về. Để tôi rửa mà. Tôi gọi anh ra đây phơi nắng hết lấy không khí mới mẻ, đối với anh rất là có ích đó. Gọi lắm sao, phơi nắng rất là khô héo hết á. Có phải như vậy nè, tất cả con cây đều có sinh mạng của nó, có biết hay không? Tuy là cây cổ thụ này đã khô rồi, nhưng lại có sinh mạng mới khác bắt đầu. Anh cũng có thể như vậy. Đại ca, đại ca à, chuyện gì? Tổ tẩu nó sanh rồi, đại ca mau trở về xem tổ tẩu đi. Thiệt hả? Thiệt mà, mau lên đi, mau lên đi. Ê, không biết đặt tên gì cho đứa con của mình đây. Sao đại ca dám bắt củi lớn vậy chứ? Con đại ca chờ đại ca về bồng nó đó. Bỏ bắt củi xuống đi. Bộ đại ca tưởng mối củi nhẹ lắm sao? Phải à, chạy mà. Đại ca chờ em với. Bỏ gánh nặng xuống, hướng về sinh mạng mới. Phải, hy vọng là anh sớm trở về nhà. Bỏ gánh nặng xuống, hướng về sinh mạng mới. Bỏ gánh nặng xuống, hướng về sinh mạng mới. Bỏ gánh nặng xuống, hướng về sinh mạng mới. Quyển khí công tâm pháp này không phải từ học võ làm gì đâu. Nhưng khi nào tâm trạng con thấy phiền não, nó sẽ đem lại cho con sự thanh tịnh. Quyển khí công tâm pháp này thì là vô cùng mạnh kịch liệt, đưa kẻ thù vào chỗ chết, tùy cơ ứng biến. Niên liên bất khóa nhất bậc, dụng lực tách đỏa. Không dùng lực làm sao mà gãy được. Nhị bất dụng pháp, nhị bất dụng pháp bất tận. Dưỡng tiên thiên chí khí, thuận hồ tự nhiên, địch yếu khứ đục vô cầu.
Bữa nay anh lại giở trò gì đây? Vô căn vô trần, vạn pháp tự nhiên, vị chi thái cực. Vô căn vô trần, vạn pháp tự nhiên, vị chi thái cực. Tôi không có gì nữa, chẳng qua là có chuyện chưa dứt được. Quá khứ là một sự tô điểm cho cuộc đời, không phải là một sự gánh vác đâu. Quân Bảo à, quan cơm. Phải rồi, anh vừa mới bình phục, ăn cho nhiều chút đi Tam Phong. Nè. Hả? Tam Phong, Trương Tam Phong. À, cái tên này nghe hay quá ha. Phải. Quên chuyện đó qua đi. Ủa? Quân Bảo à, sao nó không ngã vậy? Nó mất ngủ nên không ngã xuống ngủ. Đạo sĩ à, đừng có nói bậy. Vì nó đang ngồi trên cục sắt đó mà. Trung chánh an thủ, khí tầm đan điền. Bảo trì trọng tâm, lực đã lực. Khi quay tròn trẻ mình sẽ đánh các vật chung quanh văng ra. Cho mình vẫn ở đó mà. Hại tôi không có cơm ăn. Chết đi. Động trung hữu tịnh, tịnh trung hữu động. Dường như là anh đang nghĩ ra cái gì. Dù ta dùng sức mạnh ấn xuống, trái banh vẫn bị nước đẩy lên. Mình không từng nghĩ đến, đánh không được nước. Anh đang làm gì đó? Anh không phải là điên nữa chứ? Bây giờ tôi đã tham thấu cái gì gọi là vạn pháp tự nhiên. Té ra tất cả đạo lý đều kiếm được ở trong thiên hạ. Hả? Người nào mà vô giấy dữ vậy? Đồng đảng ở đâu? Đại nhân qua cho tôi, tôi không biết anh là Trương Quân Bảo đâu. Giết vợ đó. À. Còn không khai, giết luôn con đó. Dạ, đừng con nói. À, đại nhân, đừng giết con tôi. Giết. Đồ chó đẻ. Mày vu oan cháu quả, trời sẽ giết mày. Còn ngoan cố. Ai dám cả gan che chở Trương Quân Bảo, tức là dám chống chọi Long Thiên Bảo này. Kết quả sẽ như đó. Nhanh đạo sĩ à, đạo sĩ à, có chuyện gì đó? Bây giờ quyền lực Thiên Bảo càng ngày còn to lớn, vừa còn tàn nhẫn hơn là Lưu Công Công nữa. Mới vừa vu cáo anh, chúng ta là phản đồ, giết hết cả nhà anh. Phải rồi, nó còn nói là nếu tôi không chịu khai Quân Bảo bây giờ ở đâu thì nó sẽ giết càng nhiều người thêm nữa. Cứ cẩn thận nha,
tụi mình đi. Trả Thanh cũng phải cẩn thận nha. Người tu đạo cũng phải tiêu hòa thần hành, bọn mình cũng phải chạy mau đi. Người tu đạo không chỉ lo cho bản thân của mình, phải phổ độ chúng sinh. Nhưng mà thiên đạo thì tiến sát háo sanh đó mà. Như vậy mới gọi là thiên hạ hữu háo, sinh chí đức. Để tránh cho khỏi có nhiều người bị thương hại, ta nhất định phải tìm phương pháp để đừng cho nó hành hung. Nếu các người có việc gì bất trắc, sinh tử hữu mạng, vậy chúng ta cùng đi. Lân đạo sĩ à, tôi khuyên là ông đừng có đi. Tôi biết tôi sẽ làm trở ngại các vị. Linh bùa bảo mang tôi dễ hơi chạy một chút, hy vọng lần này sẽ được linh nghiệm. Ê, tôi tu đạo đã mấy mươi năm, không ngờ không bằng anh ngộ đạo một lúc. Anh là người tại ba lỗi lạc, sau này nhất định anh trở thành một vị đại tôn sư. Còn tôi phải đi về. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc mừng đại ca, tính được bao trường thọ. Về sau đại ca nhất định sẽ được sống lâu trăm tuổi, tận hưởng phú quý. Bọn phản tặc, các người dám cả gan đến mạo phạm bản quan, muốn chết hả? Gian tặc Lưu Cẩn, ngươi tội ác tại trời, có cầu trời Phật tứ phương cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Giết! Thượng thiên hữu hóa xin chị Đức, ta chỉ muốn người giúp ta một việc. Đứng dậy. Lui vào.
Người giỏi thiệt, biết dùng Lương Công Công tới uy hiếp ta. Phương pháp này ta biết dùng nó hồi thổi nhỏ, nhưng mà tại vì ta không thích dùng. Người muốn gì? Ta muốn nói cho người biết, tất cả những hành vi của người chỉ có con đường chết mà thôi. Từ nhỏ tới lớn, nói gì mù kế về võ công, ngươi đều thua ta, còn bị ta lợi dụng. Ngươi là sao đối với ta đây? Kêu nó quỳ. Quỳ xuống đi. Còn không quỳ, bây giờ ngươi quỳ ở đó nói chuyện với ta. Ngươi làm sao đối với chúng ta? Quân Bảo, ngươi không có nói với ta sao? Ta chịu vất vả cực khổ mới đến ngày hôm nay, ta không thể dứt bỏ đâu. Giúp ta đi mà, thảo công ra. Danh lợi chỉ thoáng qua như mây khói, lần này ta thế thiên hành đạo. Mạng ta vô ta, không vô trời. Ngươi dùng nguyên pháp gì? Là quyền pháp gì vậy? Vô căn vô trần, vạn pháp tự nhiên. Thái cực. Người bồng bột nóng nảy, đam mê lợi lộc, làm sao mà thắng được? Oh!
Lên! Tất cả đứng im! Ai không được bước tới! Ai bước tới thì hãy giết nó ngay! Lên đi! Còn nói gì nữa? Người cũng phải đứng im! Tôi đứng yên! Người! Lên! Lưu Công Công đã kêu tôi đứng tới mà tôi đâu nói hả? Thiên Bảo! Nếu mà ta bị đứt một sợi tóc, thì ta sẽ chặt dụng cái đầu của ngươi! Cả Lưu Công Công nó cũng dám giết, các người nó cũng dám giết hay sao? Các người còn giúp nó? Lùi xuống! Lùi xuống! Bây giờ người đã bị cô lập, không còn ai giúp đỡ người đâu. Sắp chết, tôi xin Quỳnh tha thứ cho tôi. Tôi biết tôi sai. Quỳnh Bảo, nghĩ tới tình huynh đệ bao nhiêu năm nay, tôi xin Quỳnh tha thứ cho tôi nha. Từ nhỏ tới lớn, tôi làm sai việc gì, Quỳnh giúp tôi mà. Anh đừng có tin nó. Bây giờ anh định đi đâu? Tôi định lấy trò cốt của Thiền Bảo để về gặp sư phụ. Vậy sau này chúng ta có gặp lại nhau không? Tùy số phận. Tạm biệt Trương Tam Phong.